dùng cách nhìn của Phật Pháp, thấy họ tham luyến cái gì? Họ tham luyến năm gốc rễ của địa ngục. Như vậy, có thể tránh khỏi quả báo địa ngục hay không? Những lời dạy này có rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chúng ta phải tư duy sâu sắc, phải tỉnh ngộ. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta luân hồi trong lục đạo. Cõi nào cũng đều đã từng trải qua rồi. Không những là từng trải qua, mà Phật còn nói với chúng ta, lời Phật nói đều là lời chân thật. Phật nói thời gian của chúng ta ở trong tam ác đạo nhiều, thời gian dài, còn thời gian ở trong tam thiện đạo thì ngắn. Đây là đạo lý nhất định rồi. Từ việc chúng ta khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật, cách dụng tâm của chúng ta, hành vi của chúng ta, chúng ta hãy bình lặng mà phản tỉnh thì sẽ biết rõ. Trên kinh điển mặc dù nói là không thối chuyển, sao mà dễ dàng không thối chuyển gì được chứ? Những người nào thấu rõ đạo lý thì mới không thối chuyển. Phải thấu rõ mới được. Trong tứ hoằng thệ nguyện, vì sao nhấn mạnh đến việc đoạn phiền não gì? Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Việc này đồng tu chúng ta đều biết. Tâm tánh của chúng ta, trí huệ đức năng của chúng ta cùng với quả địa của chư Phật Như Lai không hề khác biệt. Hiện nay vì sao lại đọa lạc ra nông nỗi này, trở thành đáng thương như vậy, thê thảm như vậy chứ? Trên kinh Hoa Nghiêm có nói, tất cả do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là vô minh phiền não, trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Cho nên mới nói phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Đoạn phiền não rồi thì chứng được pháp thân. Tự tánh chính là pháp thân. Học pháp môn là thành tựu báo thân, độ chúng sanh là thành tựu ứng thân. Phật có ba thân, mỗi người chúng ta cũng đều có ba thân. Hiện tại ba thân của chúng ta không thể hiện tiền. Hiện tại cái thân tướng này là thân nghiệp báo. Tạo thiện nghiệp thì đến hai đường trời người mà hưởng phước. Tạo ác nghiệp
thì đến ba đường ác mà thọ quả báo. Atula cũng không được xem là thiện báo. Vì sao vậy? Mặc dù phước báo của Atula lớn, nhưng trong lúc hưởng phước thì sẽ tạo ác nghiệp càng lớn. Hưởng hết phước báo rồi thì ác báo liền hiện tiền. Thời kiếp lâu dài, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Thời gian họ tạo nghiệp tuy là không dài, nhưng lại tạo tội nghiệp cực trọng. Câu phía sau nói, sát hại cái địch đã hàng phục, biến trục người chính trực, bài xích người hiện tại có đức. Chúng ta xem Thái Thượng nói đoạn này, dùng Phật Pháp để xem, thì đây là tạo nghiệp của Atula, tạo nghiệp của La Sát. Tuy là mang thân người, nhưng mà nghiệp họ tạo chẳng khác nào hành động của Atula. Nhờ thời xưa đánh trận chiến thắng, sau khi thắng trận rồi thì tổ chức tang lễ, là đánh thắng trận rồi. Nhưng đây không phải là việc đáng mừng. Phải hiểu là trong cuộc chiến tranh này có biết bao nhiêu người của hai phe đều bị tử thương. Cho nên phải có tâm lân mẫn thương xót mà tiến hành việc tang lễ này. Cho đến những người đã đầu hàng quy phục thì càng phải dùng tâm lân mẫn để an ủi họ, giúp đỡ họ trải qua ngày tháng. Nếu như đem tâm cống cao ngã mạn ngược đãi những người này, mặc tình giết hại họ, thì đã tạo nghiệp rất lớn rồi. Vì sao vậy? Những người này đã không còn khả năng phản kháng, họ đã không còn sức chống cự, mà bạn lại giết hại họ. Không những đối với con người, mà đối với súc sanh cũng như vậy. Trên thế gian, vì sao lại có chiến tranh? Vì sao lại có kiếp đao binh? Đây là nhân quả báo ứng. Phật ở trên kinh nói rất hay. Nếu muốn thế gian vĩnh viễn không có chiến tranh, không có nạn đao binh, Phật nói một câu, trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Thì cái oán kết này mới có thể hóa giải được. Và ăn thịt của những chúng sanh này, chúng không cam tâm. Hiện tại chúng không có khả năng chống cự. Nhưng khi chúng chuyển kiếp, có câu là người chết làm dê, dê chết làm người. Sau khi chuyển kiếp, khi họ có đủ năng lực rồi thì họ sẽ đến báo thù. Khi báo thù thì tuyệt đối không chỉ đòi đủ số nợ mà thôi, thường bao giờ cũng phải đòi dư một chút. Mỗi lần đều đòi nợ, phải có lãi. Việc này thật đáng sợ. Cho nên chúng ta từ trong lịch sử nhìn thấy, nhìn trong lịch sử cận đại
trong 100 năm gần đây, chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai. Và trước mắt là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, lần sau đều tàn khốc hơn lần trước. Chúng ta nghĩ xem nguyên nhân từ đâu mà ra, là do sát nghiệp mà ra. Vì sao lại có những sự việc tàn khốc như thế này? Truy tìm căn nguyên là do sự thất bại trong giáo dục. Không có người dạy. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền, sự dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát, không có người tin tưởng, đều cho những điều này là mê tín. Không những xem là mê tín mà họ còn đả đảo những điều này, đem dứt bỏ đi, hoàn toàn tùy thuận tham sân si mạn, hoàn toàn làm theo mạnh được yếu thua. Người nước ngoài đề xướng thuyết tiến hóa, mà không hiểu được đạo lý nhân quả. Không biết được có sự báo ứng. Cho nên thế giới ngày nay đang ở bên bờ diệt vong. Ai có thể cứu được đây? Các tín đồ tôn giáo kỳ vọng Thượng Đế có thể cứu. Thượng Đế nổi giận, Thượng Đế tức giận, muốn trừng phạt người thế gian. Thượng Đế không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát từ bi lân mẫn người thế gian. Cho nên cần phải dạy. Hiện nay con đường duy nhất là chúng ta phải làm theo Phật Bồ Tát, làm theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Ấn Quang Đại Sư Ngài vì chúng ta chọn ra quyển Cảm Ứng Thiên này, dạy chúng ta học tập. Mọi người nếu có thể y theo lời dạy của Cảm Ứng Thiên mà học tập thì kiếp nạn này có thể được cứu giãn rồi. Một người tu thì một người được độ. Mọi người học tập, mọi người đều có thể được độ. Kinh văn trong sách này không dài, chỉ có 1.300 chữ. Chúng ta cần phải học thuộc. Không những phải đọc mà còn chăm chỉ phản tỉnh kiểm điểm, thay đổi tự làm mới. Đây là con đường tiêu tai miễn nạn. Tai nạn là do chính mình tạo ra. Việc quá giải cũng phải dựa vào chính mình. Nếu bản thân không chịu quay đầu thì có cầu thần linh, cầu Phật Bồ Tát cũng vô ích.
là tự làm tự chịu, cho nên phải do chính mình hóa giải vấn đề này.